Tình yêu đúng là không dễ dàng, ngay cả khi bạn xinh đẹp tài giỏi, chẳng hạn như một số nữ chính của Người Ấy Là Ai, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi nhưng cũng chia tay tình cũ với những lý do thấy mà thương. Nổi bật nhất phải kể đến là việc người thứ ba trực chờ nhìn ngó. Hà An, cô đã giữ bí mật bản thân là người chuyển giới với bạn trai trong suốt thời gian yêu nhau vì Hà An luôn nghĩ mình là một cô gái thực thụ. Chỉ đến khi người yêu đề cập đến chuyện lập gia đình và muốn có con, Hà An mới quyết định nói ra toàn bộ sự thật. Và chẳng thể ngờ, đó cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của hai người. Vũ Thanh Quỳnh, trước khi trở nên xinh đẹp như thế này, cô từng có ngoại hình không mấy hoàn hảo. Điều này đã cản trở khá nhiều cuộc sống cá nhân của cô, như khó xin việc hay một phần là nguyên nhân khiến cô và bạn trai cũ chia tay. Diễm Quỳnh, con đường tình duyên của cô cũng lại khá trắc trở khi đã trải qua hai mối tình đều không thành công. Với chàng trai đầu tiên, Diễm Quỳnh chia sẻ trên sóng truyền hình cả hai chia tay vì cô bị phản bội. Còn người yêu thứ hai sau đó thì lại không mang đến cho cô cảm giác an toàn nên cô cũng chọn cách dừng lại. Thanh Khoa, cô từng khiến cả Trấn Thành và Hương Giang phải tròn mắt ngạc nhiên trước câu chuyện tình yêu đầy éo le của mình. Năm 19 tuổi, chính cô đã bắt tại trận người thứ ba đang trên giường với người yêu của mình. Và khi đó, anh ta còn ra sức bảo vệ tình nhân. Đáng nói hơn, cả hai người đó đã quay lại với nhau được hơn một tháng và còn nhận được sự chấp thuận của mẹ người yêu Thanh Khoa khi đó. Điều này đã khiến cô rất đau khổ. Đúng là muốn yêu thì sẽ tìm cách. Còn hết yêu rồi thì có cả tỷ lý do để chia tay. Dù quá khứ không có được cái kết hạnh phúc trong tình yêu, nhưng hy vọng sau chương trình, những cô gái xinh đẹp này sẽ sớm tìm được tình yêu mới chân thành và lâu bền hơn.